cái winner thì mình thay cái nhớt trên đồ Mỹ nha. Này chạy tới 5.000 cây nha anh em, 5 đến 6.000. Nó cấp độ nhớt là SN cộng, cấp độ cao nhất bây giờ, hơn cả Sado với lại Wontronic Ultron 300 bơi luôn. Nó có cái những cái hạt siêu nhỏ liên vít titanium này nè, nó sẽ báo những cái chi tiết nhỏ nhất của động cơ như là bạc nè, số, những cái trục cam như đây, nó sẽ ngon hơn những nhớt bình thường, nhưng mà giá nó rất là mềm, dưới 300.000. Dưới 300.000 mà anh em chạy tới 5 đến 6.000 cây. Đổ em thay em coi. Cái nhớt nó, cái màu nó rất là đẹp luôn. Cái này hoàn toàn là nhập từ Mỹ nha anh em, chứ không phải đóng gói đây nha. Made in USA. Đây mình thay xong rồi. Có máy cho anh em nghe. Nó sẽ y máy chân tru hơn nhớt hãng nhiều. Giá nó cũng dễ chịu nữa. Anh em nhu cầu liên hệ mình ha. Sau khi mình thay nhớt xong đó, nghe máy không, cái này có móc bô nhẹ rồi anh bô ơi, máy nó rất là im, nó không có còn bị xào nữa này, mình đảm bảo anh em nha, nhớt này rất là ngon, nhỏ như cái máy mình nó im hơn hẳn luôn á. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip ha. Anh em có nhu cầu thì qua mình thôi. Đây rất là ha. Nhà mình làm nồi SH Mod nè. Vario, Center, Winner, S50. Cái sổ từ zin cho tới sổ đôm dên thì mình cũng có làm. Tùy theo cái nhu cầu của anh em thôi. Cảm ơn anh em đã xem clip nha. Xăm 8 cộng 4, còn này Vario 65 cộng 8, thớt lòng 20 ly, này cũng có thớt luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Tập buổi chiều cùng các vị khách.